Hai anh ở đây, em sang bên kia tí em về. Vâng. Anh đi sai đường rồi. Mẹ mày. Mẹ mày, mày không thấy xe tao hỏa? Đây, mày xem đây, xe tao hỏng rồi. Mày còn nói. Thế anh muốn đền bao nhiêu? Đền cái này này. Mẹ mày, mày đi sai đường mày còn đánh tao. Đợi tao gọi anh em tao ra. Được. Tôi sẽ hết. Mày đợi đấy. Đợi tao gọi điện, anh em tao ra. Tao, em muốn tao đi đâu thế? Ôi, ai gọi điện mềm? Alo, em mùa ạ. Có việc gì đấy? Ra đây giúp em với, có tí việc ở đây anh ra đây. Rồi ok anh. Rồi anh ra ngay. Okay. Anh có việc gì ấy? Anh ra giúp em, thằng này nó đi sai đường, còn anh em ra giúp em. Ai mày sao? Thằng này nó bảo là nó chết đấy cả ba. Chết luôn. Em trước. Alo. Alo. Em à, ra đây. Anh có chút việc. Nhanh nha. Em ra ngay. Ok. Phải giải quyết các thằng này. Em đi xử lý hai thằng chó kia. Để anh xử lý thằng đại ca. Ok. Mà sao ông nhớ rất kinh nghiệm nhá. Vậy. Ôi,
Yeah.